Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Để tồn tại, nâng cao, phát triển năng lực cạnh tranh là vấn đề thiết yếu đối với cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là tại thời điểm hiện nay khi mà Việt Nam đang tham gia ngày càng nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Trên thực tế, hàng hóa của Việt Nam những năm gần đây đã có những tiến bộ rõ rệt về mẫu mã và chất lượng. Tuy nhiên, để có thể đáp ứng được yêu cầu của các thị trường nhập khẩu khó tính, đồng thời nâng cao hơn nữa những giá trị của hàng hóa, giá trị của các sức cạnh tranh cho sản phẩm, nhà nước sẽ phải có những chính sách và chủ trương như thế nào nhằm kích thích sự nỗ lực của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần có những tư duy, giải pháp đổi mới ra sao trong việc nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Để giúp độc giả có cái nhìn toàn diện về vấn đề này, báo Tuổi Trẻ Thủ Đô phối hợp với Viện Kinh tế Việt Nam tổ chức tọa đàm với nội dung nâng cao năng lực quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Và tham dự chương trình ngày hôm nay, xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời, tiến sĩ Bùi Quang Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Võ Chí Thành, chuyên gia kinh tế. Và bà Nguyễn Thị Thanh Hoa, Tổng Giám đốc EUBIT Việt Nam. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Và câu hỏi đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay, thưa ông Bùi Quang Tuấn, tính đến đầu năm 2022, hàng hóa của Việt Nam đã xuất khẩu sang 109 nước trên thế giới. Trong đó, nhiều mặt hàng có giá trị xuất khẩu lên tới 10 tỷ đô la Mỹ trong năm 2021, như là đồ điện tử, máy tính và linh kiện, điện thoại và linh kiện, phương tiện vận tải và phụ tùng, sắt thép, gỗ và các sản phẩm gỗ. Vâng, theo ông thì kết quả này trên toàn cầu cũng như là đối với quá trình toàn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế đã tác động như thế nào đến quá trình phát triển của Việt Nam, cụ thể là với việc đưa hàng hóa của Việt Nam đến với sân chơi thế giới và từng bước tham gia chuỗi giá trị toàn cầu? Vâng, tôi cho rằng là hội nhập thì luôn luôn là một động lực cực kỳ quan trọng cho tăng trưởng và phát triển của kinh tế Việt Nam. Có thể nói là trong suốt 35 năm sau đổi mới, thì hội nhập chính là cái xuất phát điểm cũng như là cái động lực có lẽ là quan trọng nhất. Chúng ta thấy rằng là vì được mở cửa trên nền kinh tế của chúng ta là bắt nhịp với những cái xu thế của bên ngoài, mở cửa thị trường cho các cái hàng hóa để mà xâm nhập vào các cái thị trường mới, cũng như là thu hút được các cái dòng đầu tư trực tiếp nước ngoài. Thì qua cái việc là xuất khẩu các hàng hóa rồi là thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và các cái dòng vốn gián tiếp, thì chúng ta đã nâng cao được cái năng lực cạnh tranh của sản phẩm, của các doanh nghiệp và của cả nền kinh tế. Và với cái xu hướng mới thì trong cái giai đoạn mà bối cảnh nó có những thay đổi rất là nhanh, đặc biệt là trong cái bối cảnh là cách mạng công nghiệp lần thứ tư, có những cái đột phá về công nghệ, rồi là có những cái biến chuyển mới trong những cái xu hướng ở thế giới về toàn cầu hóa, về hội nhập quốc tế, cả về những cái điểm tích cực lẫn cái điểm tiêu cực, thì cho thấy là hội nhập là tiếp tục đang là những cái động lực quan trọng và Việt Nam bắt buộc phải tận dụng cái cơ hội đó và đối mặt với những thách thức. Dạ vâng ạ. Trong quá trình chúng ta đang hội nhập như vậy, để có thể tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hội nhập kinh tế quốc tế, năm 2019, năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đều có những đề án cũng như ban hành những quyết định để hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Vậy thưa ông Võ Chí Thành, theo ông những chủ trương chính sách của Chính phủ đã có tác động ra sao đối với việc giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa trong bối cảnh hội nhập quốc tế? Tôi phải nói thế này, cái lớn nhất mà Chính phủ có thể giúp doanh nghiệp chính là toàn bộ cái quá trình hội nhập, cái cách chơi của Việt Nam với thế giới, ví dụ như là cái việc tham gia WTO, ví dụ như là cái việc ký kết rất nhiều các cái hiệp định thương mại tự do, và gắn với các ký kết các hiệp định thương mại tự do là cái hợp tác với các đối tác, đặc biệt là các cái đối tác chiến lược, đối tác toàn diện. Và nếu chúng ta nhìn kỹ ấy, thì các cái FTA của Việt Nam, tức là hiệp định thương mại tự do ấy, gắn với các đối tác ấy, là nó cực kỳ liên quan đến các cái thị trường lớn nhất trên thế giới, kể cả thị trường là của các nước đang phát triển và đặc biệt là các thị trường các nước phát triển. Thế vì sao tôi nói đây là cái nhân tố quyết định nhất, gọi là chính phủ hỗ trợ? Vì đấy chính là cũng là bản chất cải cách Việt Nam, là tạo ra một cái sân chơi, tạo ra một cái không gian rộng mở để mà mình có thể là kinh doanh, để có mình có đầu tư, để có thể mình bán hàng.
không? Và không chỉ tạo ra một cái không gian rộng lớn hơn đấy, mà còn là các cái điều kiện để mà dễ tiếp cận hơn. Ví dụ các hiệp định thương mại tự do thì thuế nhập khẩu của họ bằng không với tuyệt đại đa số mặt hàng của mình, thì đấy cũng là một cách để mình có thể bán hàng nó thuận tiện hơn và cạnh tranh tốt hơn. Tất nhiên là cái việc mở rộng cái không gian này thì nó cũng gắn với câu chuyện cạnh tranh. Mình chơi thì người khác cũng chơi, mình biết thì họ cũng biết, đúng không? Đấy là cái ấy. Thế còn đi cụ thể hơn thì nó có rất nhiều những cái chính sách. Đấy, vừa qua những cái mà chúng ta vừa nghe thì nó chỉ là một phần trong tất cả những cái chính sách của chính phủ. Cái chính sách ấy nếu mà nói tổng thể thì nó có bên cạnh cái tạo sân chơi, nó còn là xây dựng một cái môi trường kinh doanh thuận lợi, chi phí giao dịch ít tốn kém, nhỏ để mà doanh nghiệp có cái cơ để mà tận dụng cái cơ hội mới. Cho nên là cái cải thiện môi trường kinh doanh gắn với những cái cam kết quốc tế thì đấy là một cái chuyện nữa. Thế còn đi vào cụ thể thì có rất nhiều chính sách để mà hỗ trợ doanh nghiệp, bên cạnh cái thông tin tốt này, đấy, mà các cái nghị quyết, các cái văn bản pháp lý mà vừa rồi chúng ta nêu cũng gồm như vậy để họ hiểu, họ biết. Như vậy cái vấn đề thông tin, vấn đề training, vấn đề đào tạo, nâng cao nhận thức, nâng cao hiểu biết và nâng cao cái kỹ năng thì đấy là một cái chuyện. Một cái chuyện nữa cũng rất quan trọng, tức là cái gắn với các cái hoạt động mà kết nối được với các cái nhà đầu tư. Vì chúng ta biết là như ông Tuấn đã nói là mình thu hút cả đầu tư nước ngoài vào rất là thuận lợi. Thu hút đầu tư thì chính là gắn với những cái tên tuổi, những người hiểu biết thị trường, có công nghệ. Nếu mà mình gắn tốt thì cũng là cái tạo điều kiện cho mình vừa là tiếp cận thị trường, vừa là nâng cao cái chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh của mình. Một cái nữa cũng rất quan trọng trong cái hỗ trợ này, tức là đi vào mặt kỹ thuật, tức là từ những cái tiêu chuẩn mình phải đáp ứng đối với từng thị trường này, xuất xứ này, vân vân, rất là nhiều thứ. Thế thì có thể nói tóm lại, nó có những cái tổng thể, có những cái cụ thể. Thế nhưng mà cái quyết định vẫn là ý thức của doanh nghiệp. Thế và ở đây tôi chỉ nhấn thêm một cái ý liên quan câu hỏi đầu tiên thôi, tức là vẫn còn đâu đó một bộ phận doanh nghiệp có thể là chưa hiểu biết, có thể là chưa gắn với hội nhập, với tiếp cận thị trường bên ngoài và các cái điều kiện đó, các cái tiêu chuẩn với cái quá trình sản xuất kinh doanh, với chiến lược sản xuất kinh doanh của mình đó. Thế nhưng mà nếu nhìn vào các con số ấy, thì chúng ta cũng không nên quá bi quan. Cái quá trình xuất khẩu và tiếp cận thị trường của Việt Nam ấy, có thể nói là rất là mạnh mẽ. Thế và suốt trong nhiều năm qua thì doanh nghiệp Việt Nam, không phải chỉ là FDI Việt Nam, mặc dù họ chiếm đến 70% xuất khẩu, thì cũng đã có thể gọi là có những bước tiến rất là lớn, cả về trực tiếp xuất khẩu, cả về kết nối với các doanh nghiệp khác, đặc biệt là các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài để mà xuất khẩu. Tất nhiên là còn đó còn rất là nhiều vấn đề khác. Vâng ạ, như vậy là trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế thì cùng với những chủ trương chính sách của chính phủ thì các doanh nghiệp vẫn là cái lực lượng chủ chốt đóng vai trò quan trọng nhất ạ. Vâng, vậy về phía doanh nghiệp, theo bà Nguyễn Thị Thanh Họa, theo bà thì bà cảm thấy là đối với cái bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế như vậy thì các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu cần chuẩn bị những điều gì ạ? Với tôi thì cái việc mà doanh nghiệp cần đạt được những cái tiêu chuẩn để mà thực hiện được cái vấn đề mà xuất khẩu là rất là quan trọng. Với chúng tôi thì cái việc mà khi mà để chuẩn hóa để đi xuất khẩu và hội nhập vào quốc tế thì bắt đầu từ cái khâu đó là khâu nguyên liệu chúng ta phải chuẩn hóa rồi. Sau đó thì đến khâu nhà máy ạ. Khâu nhà máy công ty cũng phải đảm bảo những cái tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu của các thị trường quốc tế. Tôi ví dụ như là vào Mỹ chẳng hạn thì chúng ta phải đạt được những tiêu chuẩn như là HACCP hay là GMP hay là liên quan đến HACCP. Ngoài ra thì chúng ta đi vào thị trường châu Âu thì chúng ta lại cần phải đảm những cái tiêu chuẩn như là IFS dành cho việc là an toàn thực phẩm vào châu Âu, hay là những cái tiêu chuẩn như là BRC. Đấy là những cái tiêu chuẩn mà chúng ta cần phải đạt được để có thể tiếp cận được vào những cái thị trường đó. Ngoài ra sau khi chúng ta đã hoàn thiện được xong những cái tiêu chuẩn nhà máy rồi thì chúng ta cần phải hoàn thiện về bao bì. Bao bì của chúng ta có đạt được cái tiêu chuẩn mà quốc tế họ công nhận hay không? Bởi vì ngay cả chúng tôi khi mà làm cái bao bì mà xuất sang thị trường Mỹ hay châu Âu, chúng tôi đều phải có cái phần review cái mẫu bao bì đó có đúng theo luật để họ có chấp nhận cái sản phẩm bao bì đó vào thị trường đấy hay không, được lưu hành cái sản phẩm đấy ở tại thị trường đó hay không. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ phải có một cái tư tưởng và cái nhận thức đó là làm thương hiệu cho sản phẩm của mình.
kể một câu chuyện làm sao để cho người nước ngoài, đó khách hàng nước ngoài, khách hàng quốc tế họ biết đến sản phẩm của mình, họ cảm thấy thực sự là hứng thú với cái sản phẩm này của mình. Thế thì đó là cái sâu chuỗi một cái quá trình mà chúng ta làm thế nào để chuẩn hóa, để chúng ta có thể có những cái điều kiện hội nhập và chúng ta có những cái lợi lợi thế mà chúng ta có thể là tiếp cận khách hàng và có thể giúp cho như anh vừa nói, đó là chúng ta có thể là kết nối được rất nhiều những nhà đầu tư cũng như là khách hàng đến với Việt Nam mua những sản phẩm Việt Nam chất lượng cao. Đó là chúng tôi có những cái hướng như vậy. Dạ vâng ạ. Đó, hy vọng trong thời gian tới thì các doanh nghiệp đều có thể đạt được những cái điều như bà Thị Thanh Hoa vừa mới nêu ra. Khám phá một kiệt tác, một di sản dẫn lối tinh hoa, tạo nên từ hoa bia xa quý tộc vùng Gia Tích, cùng kinh nghiệm bậc thầy lưu truyền suốt trăm năm, mang tới hương vị tinh túy bậc nhất, khẳng định đẳng cấp vượt thời gian, cho trải nghiệm đỉnh cao hoàn mỹ. Chúc bạch kiệt tác chinh phục đỉnh cao. Ông Bùi Quang Tuấn ạ, mấy năm gần đây thì Việt Nam đã chính thức tham gia và ký kết gần 20 hiệp định thương mại tự do FTA với Liên minh châu Âu, ASEAN, Hàn Quốc, Chile, Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Quốc, Australia và một số quốc gia khác ạ. Theo ông, vậy cơ hội mà Việt Nam chúng ta nhận được từ các hiệp định này là gì ạ? Tôi cho rằng cái cơ hội có Việt Nam thì rất là nhiều, nhưng mà tôi đánh giá cao cái cơ hội đối với Việt Nam, đó là thay đổi cái tư duy, cái cách chơi theo cái cách của thế giới. Đấy là cái cách hiện đại, chúng ta phải gắn với những cái xu hướng mới, rồi là gắn với yêu cầu tiêu chuẩn mới. Thì cái thay đổi tư duy chính là cái cơ hội rất là tốt, bởi vì chúng ta trước nay vấn đề quan trọng nhất chính là làm thế nào thay đổi chính mình để bắt nhịp với những cái điều kiện, với những cái thay đổi của bối cảnh. Cái thứ hai về cơ hội, tôi cho rằng là đối với thương mại, tất nhiên là mở cửa thị trường, là tiếp cận những cái thị trường mới, với những thị trường mà hiện nay là đang giảm cái hàng rào thuế quan xuống bằng không, thì chúng ta đã cam kết, và như thế thì cái cơ hội mở rộng thị trường rất là lớn. Cái thứ ba tôi cho rằng là cái cơ hội về đầu tư, chúng ta thu hút được đầu tư ở các cái khu vực kinh tế mà chúng ta có những cái cam kết, thì cái môi trường đầu tư kinh doanh là chúng ta thuận lợi hóa hơn, các nhà đầu tư sẽ đến Việt Nam nhiều hơn. Cái thứ tư đó chính là cái công nghệ. Hiện nay thì có thể nói là giai đoạn sau 30 năm đổi mới thì chúng ta đã xác định là cần phải thay đổi mô hình tăng trưởng. Cái mô hình tăng trưởng cái giai đoạn cũ của chúng ta là dựa nhiều vào số lượng, dựa vào tài nguyên rồi lao động giá rẻ. Thì đến cái giai đoạn sau này ấy, là chúng ta xác định là chúng ta phải thay đổi cái mô hình tăng trưởng đó. Phải dựa nhiều hơn vào cái hiệu quả, dựa nhiều hơn vào khoa công nghệ và đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao. Và như thế thì chúng ta sẽ phải đầu tư nhiều hơn cho khoa công nghệ và bắt nhịp với cái xu hướng là dựa vào công nghệ rồi dựa vào các cái thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư để chúng ta nâng cao được năng suất, nâng cao được năng lực cạnh tranh. Thì cho rằng là cái khoa công nghệ sẽ là cái yếu tố trụ cột bậc nhất để giúp cho chúng ta vươn lên bằng cái năng suất, bằng cái năng lực cạnh tranh của mình. Cái thứ năm tôi cho rằng đó chính là cái cơ hội để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Vì chỉ có tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu thì các doanh nghiệp mới trưởng thành lên. Tham gia vào thì chúng ta được lợi rất nhiều. Ngoài cái việc là chúng ta gia tăng được cái giá trị mà thu nhập được, nhưng mà chúng ta còn tham gia vào cái chuỗi mà người ta có những cái chuẩn mực để nâng cái tầm của mình lên. Và khi mà chúng ta tham gia vào, bắt buộc chúng ta cũng phải thay đổi. Chúng ta phải tuân thủ các cái quy chuẩn về mặt kỹ thuật cũng như là những cái yêu cầu về lao động, về môi trường v.v. Đặc biệt là khi mà FTA thế hệ mới, người ta quy định không chỉ là những cái biện pháp về ở biên giới đâu, mà người ta còn quy định những cái điều khoản liên quan đến những cái vấn đề bên trong nền kinh tế.
ví dụ như là mua sắm công, ví dụ như là các vấn đề về điều kiện lao động, vấn đề về môi trường, thì công đoàn thậm chí là như thế, thì tất cả những cái điều đó là nó ở một cái mặt bằng cao hơn, nó yêu cầu chúng ta phải thay đổi bên trong, và đấy chính là những cái cơ hội để chúng ta thay đổi, và chính cách mà chúng ta thay đổi, chúng ta nâng chúng ta lên một cái tầm mới, thì đấy chính là cái cơ hội để chúng ta bắt nhịp sâu hơn nữa vào cái kinh tế toàn cầu, và chúng ta đặt chúng ta ở một cái sự phát triển ở một cái tầng nấc mới. Tôi cho rằng đây là cái cơ hội rất là nhiều, nhưng tôi cho rằng một số cái cơ hội chủ yếu là như thế. Vâng ạ. Như ông Bùi Quang Tuấn vừa đưa ra thì đúng là Việt Nam của chúng ta đang đứng trước rất là nhiều cái cơ hội lớn. Tuy nhiên cái việc mà đem chuông đi đánh xứ người thì chưa bao giờ là một cái điều dễ dàng cả. Trước cái bối cảnh hiện nay là cũng có rất nhiều các doanh nghiệp từ các quốc gia khác cũng đang rất tích cực đưa các cái sản phẩm của họ để hội nhập kinh tế quốc tế. Vậy đứng trước cái cuộc cạnh tranh này thì không biết là các doanh nghiệp Việt Nam đang gặp những cái khó khăn thách thức lớn như thế nào ạ? Thưa tiến sĩ Võ Trí Thành ạ. Cuộc chơi thì bao giờ nó cũng có hai mặt. Và như tôi đã nói thì mình biết thì họ cũng biết, mình khôn thì họ cũng khôn. Thế là họ mở cửa cho mình thì mình cũng phải mở cửa cho họ, đúng không? Mình có cơ hội hơn thì họ cũng có cơ hội hơn. Và đấy chính là một cái rất là quan trọng đứng vào tư duy, tức là mình lớn lên được là nhờ kết nối, nhờ hợp tác, nhờ học hỏi, nhờ vươn lên. Nhưng mà có một cái nguyên lý rất quan trọng mà nếu chúng ta bỏ qua, và đôi khi chúng ta khi nói về nhà nước quá nhiều hoặc nói chúng ta quên mất, đó là cạnh tranh. Chính cái cạnh tranh là một cái động lực quan trọng nhất của kinh tế thị trường để mà thúc đẩy cái sự phát triển. Nhưng mà nó bao giờ nó có câu nói rất là hay của một ông giáo sư, tức là khi nói về thị trường thì tất cả đều vỗ tay và ủng hộ, kể cả doanh nghiệp. Thế nhưng mà khi nói về cạnh tranh thì tất cả đều muốn lảng tránh ấy. Vì nguyên lý ai muốn độc quyền, ai muốn là tôi được áp đặt, tôi cũng được thoải mái. Thế cho nên chúng ta phải hiểu cái nền tảng chung nhất đấy. Và cạnh tranh chính là một cái câu chuyện, là cái căn cơ nhất của kinh tế thị trường. Nhưng mà đấy cũng chính là một cái áp lực, anh phải chấp nhận nó. Thế thì khi chúng ta mở cửa ra, người chơi nhiều hơn, đúng không? Người khôn của khó mà, nói vui rồi. Thế thì bao giờ cái áp lực cạnh tranh cũng lớn hơn. Mà nếu anh không áp lực được, anh không đổi thay được, anh không vươn lên được thì anh bị phải rời khỏi thị trường, anh phải bị mà. Cái nữa bên cạnh cái cặp cạnh tranh, cái thách thức cũng rất là lớn, và đặc biệt đối với Việt Nam, người Việt ấy, thì thích là thích ứng, thôi đến đâu hay đến đấy, làm thử sai, đúng không? Thế rồi chữ ví rồi mình đi học giống như giao thông bị phạt, chứ bảo đi học thì khó lắm. Thế cho nên là mà những cái quy định, tiêu chuẩn, những cái cam kết thì nó có rất nhiều, mà không phải lúc nào cũng dễ hiểu nó, nếu mà mình không đọc kỹ, nếu mình không có cái sự hỗ trợ giảng dạy. Thế cho nên là va vấp thì phải chịu cái phí tổn. Hay nói một cách khác, tức là chúng ta biết rằng hội nhập, cái thách thức thứ hai rất lớn là cái phí tổn tuân thủ là cực kỳ cao, và đây là có vai trò của nhà nước để giảm cái phí tổn tuân thủ này. Thế cái thứ ba nữa là vì cạnh tranh anh về ấy, thì nó có những vấn đề, những lĩnh vực, những ngành nghề, những doanh nghiệp không chịu được áp lực cạnh tranh thì có những vấn đề như là thất nghiệp, việc làm. Thế thì cái quá trình chuyển đổi, cái phí chuyển đổi cũng rất là cao, đào tạo lại, đầu tư lại, đúng không? Thế và một cái nữa mà bây giờ chúng ta thấy rất rõ trong những năm lại đây, tức là cái thế giới hiện nay ấy, khi mình mở ra thì ngoài cái câu chuyện kinh doanh bình thường thì rất hay có các cú sốc, rất hay có khủng hoảng, rất hay có những rủi ro, và cái tần suất của rủi ro bất định và cái quy mô của các cái cú sốc này thì có vẻ nó ngày càng lớn. Thế cho nên là học hỏi cái quản trị rủi ro cũng là một cái thách thức, và không phải là đơn giản, cái này cả tầm quốc gia lẫn cả doanh nghiệp. Thế ở đây tôi chỉ nói một ý nhỏ, lúc ấy là cái cơ hội mà mình mở cửa rộng khắp như thế làm gì, thương mại, đầu tư, cải cách thể chế, thay đổi tư duy, vươn lên trong học hỏi qua kết nối chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, thì nó có một cái rất là quan trọng trong cái chiến lược của mình. Nó gắn những quản trị rủi ro, tức là để doanh nghiệp trong những bối cảnh khó khăn có thể linh hoạt và đa dạng hóa được thị trường, sản phẩm. Như vậy đây là một phần của cái quản trị rủi ro, đúng không? Ở đây sẽ chuyển thị trường này, thị trường kia, linh hoạt. Tất nhiên là để được như vậy thì phải hiểu biết, phải đáp ứng các cái tiêu chuẩn, mà các FTA, các cái cam kết nó không phải ở mỗi thị trường, nó không phải hoàn toàn là như nhau. Mặc nhiên anh
từ thị trường anh chuyển sang nghĩa là được. Nó còn phải học hỏi rất nhiều điều. Hôm nay chúng ta nói đặc biệt liên quan đến vấn đề tiêu chuẩn, những cái đáp ứng, những cái thông lệ, những cái đòi hỏi của người tiêu dùng, kể cả hiệp hội người tiêu dùng ở các cái thị trường mà mình xuất khẩu cạnh tranh là, và những cái áp lực khác là rất là lớn. Vâng ạ. Tuy nhiên là chúng ta có thể nhìn theo một cách tích cực, đó là cái sự cạnh tranh cũng có thể là một cái động lực để cho các doanh nghiệp Việt Nam có thể từ đó nâng cao cái chất lượng sản phẩm của mình. Tôi xin lỗi, tôi nói một câu thôi. Rất nhiều người hỏi trong cái bối cảnh rất nhiều chúng ta nâng cao cái vai trò của tự chủ thực phẩm thì rất nhiều người nói là hội nhập đến thì rất là rủi ro. Thì ở đây Việt Nam lựa chọn, và tôi nghĩ doanh nghiệp như vậy cũng như Việt Nam thôi, tức là không hội nhập thì không phát triển. Đi cùng thời đại, ông Tuấn nói rồi, không đi cùng thời đại làm sao phát triển được. Hội nhập cơ hội nhưng cũng rất nhiều rủi ro và thách thức. Thế thì Việt Nam chọn là hội nhập gắn với cải cách trong nước để chúng ta có cơ phát triển. Hội nhập chưa đảm bảo 100% để phát triển, nhưng không hội nhập thì chắc chắn là không phát triển. Thế cho nên chúng ta chọn chấp nhận có những rủi ro nhất định và chúng ta hội nhập để có cơ phát triển. Thế như vậy ở đây là bên cạnh cái dám chơi thì nó còn là biết chơi, cả ở cấp nhà nước, cấp quốc gia, cả ở cấp doanh nghiệp. Riêng về đối mặt với rủi ro, thách thức thì chắc hẳn là trong cái thời đại hiện nay thì không chỉ có Việt Nam mà rất nhiều nước trên thế giới cũng đang phải đối mặt, nhất là những thách thức đặt ra sau đại dịch Covid-19 ạ. Còn Việt Nam chúng ta thì cũng đang đối mặt với những thách thức từ của cách mạng công nghiệp 4.0. Không biết là từ thực tế của đơn vị mình thì bà Nguyễn Thị Thanh Hoa có thể cho biết là công ty mình cũng đã từng gặp những khó khăn như thế nào trong quá trình đưa các sản phẩm ra nước ngoài xuất khẩu ạ? Cũng giống như nhiều doanh nghiệp khác thì tôi nghĩ là trong thời điểm Covid thì có rất nhiều doanh nghiệp có những vấn đề khó khăn. Có thể là vấn đề khó khăn như xuất khẩu là logistics ạ. Trong thời điểm dịch Covid diễn ra thì logistics không chỉ có là quốc tế tăng mà logistics ở trong nội địa cũng tăng. Ngoài ra là chúng ta phải thích ứng cái vấn đề đó là liên quan đến các hoạt động ba tại chỗ dành cho các khối nhà máy, là làm thế nào để trong cái thời gian đó vẫn đủ cái sản lượng để có thể xuất khẩu hoặc là đủ cái năng suất sản xuất để đủ cho đơn hàng. Đó. Ngoài ra là trong cái thời điểm đó thì khi chúng ta phát sinh ra rất nhiều những yếu tố như thế thì chi phí sản xuất của chúng ta phải tăng lên đó. Thế chúng ta sẽ phải làm như thế nào, đối mặt với nó ra sao? Tôi nghĩ đây là những cái khó khăn mà các doanh nghiệp khi làm xuất khẩu đều gặp phải khi mà triển khai trong cái quá trình dịch Covid. Nhưng mà với tôi nghĩ rằng là cái dịch Covid nó diễn ra nó là cái khó khăn, nhưng nó cũng là cái động lực để cho các doanh nghiệp có thể thay đổi và đôi khi phải thích ứng với nó và đôi khi là chuyển đổi số một cách nhanh hơn. Đó thì với chúng tôi thì cái để giải quyết những vấn đề khó khăn đó thì chúng tôi cũng có những cái giải pháp để mà làm sao khắc phục được một cái không thể hoàn toàn nhưng mà cũng một phần nào đó thì có giúp doanh nghiệp chúng tôi là vượt qua những cái khó khăn đó và tiếp cận đến cái hướng triển khai chuyển đổi số một cách nhanh hơn. Đó là cái hướng của chúng tôi ạ. Vâng ạ, vậy thì không biết là cái quá trình chuyển đổi số đã có những cái tác động tích cực như thế nào đối với việc doanh nghiệp của chúng ta có thể đưa sản phẩm ra nước ngoài ạ? Cũng rất là may mắn đó là trong thời điểm mà dịch Covid thì chúng tôi cũng triển khai chuyển đổi số và chúng tôi được là một trong 4 đơn vị triển khai chuyển đổi số ở Việt Nam đầu tiên và được báo cáo với cả Thứ trưởng và Bộ Kế hoạch Đầu tư về cái hoạt động của chúng tôi. Đầu tiên thì chúng tôi triển khai thì chúng tôi đã xây dựng cùng với cả ban dự án để xây dựng cái lộ trình chuyển đổi số cho chúng tôi. Khi chúng tôi có cái lộ trình chuyển đổi số đó thì chúng tôi đã tiến hành là thứ nhất là áp dụng truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm, và hiện tại chúng tôi đã làm triển khai xong, áp dụng xong cái phần là truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm hạt điều và sản phẩm quế của chúng tôi ở tại Lào Cai. Cái thứ hai đó là chúng tôi áp dụng liên quan đến đào tạo trực tuyến. Thay vì là chúng tôi là trước đây là chúng tôi đào tạo cho nhân sự của chúng tôi là phải trực tiếp trên văn phòng thì chúng tôi đã sử dụng công nghệ là online để đưa hoạt động đó vào trong chúng tôi với hai cái bên, đó là bên Mobifone và bên 123Train. Họ hỗ trợ chúng tôi về mặt nền tảng và công nghệ để chúng tôi đào tạo trực tuyến. Cái thứ ba đó là chúng tôi triển khai lộ trình đó là sử dụng CRM và ERP để làm sao kết nối toàn bộ hệ thống quản trị doanh nghiệp để tạo ra sự minh bạch trong quá trình sản xuất và cũng như là kết nối với khách hàng. Các anh chị thì có thể thấy rằng là nếu trường hợp chúng ta sử dụng ERP hay là CRM thì khách hàng của chúng tôi tại quốc tế có thể biết được rằng cái đơn hàng của chúng tôi đang sản xuất có khả năng ready, có khả năng sẵn sàng cung ứng cho họ là khoảng bao nhiêu phần trăm để họ biết rằng là cái đơn hàng của chúng tôi có bị chậm trễ hay không, hay là ngay cả ví dụ như nếu mà có xảy ra cái vấn đề chậm trễ đấy thì họ cũng có thể lường được và họ có thể cùng với chúng tôi giải quyết vấn đề đó.
Cái thứ tư mà chúng tôi triển khai với chuyển đổi số ở đây có là chúng tôi đã đưa ra một cái hướng, đó là áp dụng toàn bộ cái hệ thống quản trị của chúng tôi với cái công nghệ đó là blockchain. Đó là sử dụng công nghệ blockchain trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng tôi, là thông tin sẽ được đẩy lên iCloud và ở mọi lúc mọi nơi các cái báo cáo phân tích thông tin của chúng tôi đều có thể truy cập vào đó để có thể điện trong cái quá trình chúng tôi xử lý. Và cũng nhờ vào cái điều đó mà chúng tôi có một cái cơ sở nền tảng để triển khai là e-commerce, đó là thương mại điện tử quốc tế. Và chúng tôi đã bắt đầu từ năm 2019, chúng tôi đã triển khai với Amazon, và đến năm 2021 chúng tôi đã triển khai với Alibaba. Và chúng tôi cũng là một trong những đơn vị nằm trong top 1 của Alibaba trong tháng 7, tháng 8 của năm 2021 khi mà triển khai sản phẩm xuất khẩu sang thị trường và với kênh B2B. Đó là một vài những cái nội dung mà chúng tôi đã thúc đẩy và tiến hành chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Vâng ạ, như vậy là cái quá trình chuyển đổi số đã có những cái tác động tích cực rất cụ thể đối với những cái hoạt động của công ty trong thời gian vừa qua. Dạ vâng ạ. Chúng ta quay trở lại với cả câu chuyện tiêu chuẩn chất lượng của các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam ạ. Hiện nay Việt Nam cũng đã có luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, luật chất lượng sản phẩm hàng hóa, tỷ lệ cũng rất hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, khu vực và nước ngoài. Tuy nhiên thì thực tế chất lượng của các sản phẩm của chúng ta đạt theo tiêu chuẩn quốc tế thì hiện tại còn rất ít ạ. Vậy điều này nguyên nhân là do đâu ạ, thưa ông Bùi Quang Tuấn ạ? Tôi cho rằng là có 3 cái nguyên nhân quan trọng. Nguyên nhân thứ nhất là do cái nhận thức của mình, nhận thức của doanh nghiệp, rồi nhận thức của các nhà quản lý. Vì chúng ta nhận thức đầy đủ rằng là bây giờ các cái sản phẩm của chúng ta ra là phải hướng tới con người, hướng tới người tiêu dùng, phải đảm bảo các cái quy chuẩn về chất lượng hàng hóa, làm sao đảm bảo được cái yêu cầu về sức khỏe, về an toàn, đúng không? Về rất nhiều các cái yếu tố liên quan đến về môi trường, tiêu dùng bền vững theo cái xu hướng xanh, đúng không? Thì tôi nghĩ là cái nhận thức nó cũng chưa được đầy đủ. Cái thứ hai là doanh nghiệp của chúng ta thì phần lớn là doanh nghiệp nhỏ và vừa, khoảng gần 95% doanh nghiệp nhỏ và vừa, thì cái nguồn lực để mà thực thi các cái tiêu chuẩn kỹ thuật này thì nói chung là cũng rất hạn chế. Nó còn liên quan đến cả công nghệ nữa. Thì bây giờ chúng ta có muốn, chúng ta có nhận thức nhưng có khi là chúng ta cũng không làm được. Đấy, vì nó có hạn chế khách quan như vậy. Cái thứ ba tôi cho rằng là một số các cái hành lang pháp lý của chúng ta có lẽ là nó cũng trở nên là không còn phù hợp nữa. Trong một cái giai đoạn, ví dụ chúng ta đã có cái luật về chất lượng hàng hóa, luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, nhưng mà ra đời cách đây 2006 2007, bây giờ là khoảng 15 năm rồi. Thì bây giờ chúng ta tham gia hội nhập như chúng ta nói đấy, là và tham gia các FTA thế hệ mới, yêu cầu nó rất là khác, các quy chuẩn tiêu chuẩn nó khác, cao hơn nhiều. Thì bây giờ chúng ta phải cập nhật, phải sửa các cái văn bản quy phạm pháp luật như thế để làm sao tạo cái hành lang pháp lý cho các doanh nghiệp người ta có cái cơ sở để người ta tuân thủ các cái tiêu chuẩn, rồi là nâng cao cái năng lực của mình để mà đáp ứng được cái yêu cầu về mặt kỹ thuật. Thì ở đây tôi cũng xin nói luôn là khi mà chúng ta hội nhập ấy, thì chúng ta có rất nhiều cái cơ hội để chúng ta làm được cái việc đó. Bởi vì thực ra khi mà chúng ta tuân thủ mà tốt ấy, thì đấy chính là cái cách để chúng ta nâng cao được cái năng lực cạnh tranh của chúng ta. Và như thế thì chúng ta có thể tự tin khi mà chúng ta hội nhập sâu rộng với các cái khu vực kinh tế ở bên ngoài, và với những cái xu hướng mới như là xu hướng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, là những cái xu hướng là cũng rất là hiện đại, thì chúng ta phải bắt nhịp và chúng ta phải thay đổi chính chúng ta để chúng ta có thể đáp ứng được cái yêu cầu mới là trong bối cảnh mới. Vâng, hy vọng trong thời gian tới thì các doanh nghiệp Việt Nam cũng sẽ có thể đáp ứng được dần những cái tiêu chuẩn để có thể hội nhập kinh tế quốc tế. Tôi cho rằng đấy là bắt buộc. Dạ. Bởi vì khi mà chúng ta đã chơi cuộc chơi toàn cầu thì lúc đấy chúng ta không thể là chúng ta chỉ là nhìn ở cái thị trường nội địa, mà chúng ta phải đặt hàng hóa như là một cái hàng hóa của thế giới và phải được thế giới chấp nhận, thì nó phải tuân thủ được tất cả các yêu cầu về tiêu chuẩn, về kỹ thuật, rồi về chất lượng hàng hóa. Thì cái đấy là cái mà có lẽ là chính là cái lợi của hội nhập. Chúng ta càng tham gia vào cái thị trường kinh tế càng nhiều, chúng ta càng hội nhập sâu rộng, thì chúng ta càng có cơ hội để chúng ta nâng cao cái năng lực cạnh tranh sản phẩm của chúng ta. Dạ, vâng ạ. Vâng, khi mà chúng ta đang chạy đua với sự phát triển của công nghệ 4.0 thì các Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền để có thể hoàn thiện hệ thống pháp luật một cách đồng bộ, tạo hành lang pháp lý cho các chủ thể tham gia công tác về an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ạ.
Cùng với các văn bản này thì theo tiến sĩ Võ Chí Thành, nhà nước và chính phủ cần hỗ trợ những gì để doanh nghiệp có thể mạnh dạn chủ động hơn nữa trong việc nâng cao năng lực quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa trong bối cảnh hội nhập quốc tế ạ? Có một cái đánh giá, một cái tiêu chuẩn cao nhất mà đôi khi chúng ta nhìn nhận cũng chưa thật là sâu sắc. Đó là nếu anh xuất khẩu được một cái sản phẩm tương đối dài, nhiều năm vào một thị trường cao cấp, một thị trường khó tính, thì chứng tỏ anh đã đạt được những tiêu chuẩn rất tốt. Bên cạnh những cái chi tiết mà chúng ta cũng đã vừa cái thảo luận đó. Theo cái nghĩa đó ấy, thì thực sự là còn rất nhiều điều phải làm, chúng ta vừa bàn. Nhưng mà doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam, kinh doanh Việt Nam cũng có nhiều bước tiến rất là đáng kể đó. Bằng chứng là cái tốc độ tăng xuất khẩu vào các cái thị trường khó tính và những cái thị trường cao cấp như là châu Âu, như là Bắc Mỹ. Mà đối với những mặt hàng như là nông sản, đấy là những mặt hàng mà cái giá trị gia tăng của Việt Nam là tương đối cao, doanh nghiệp Việt làm tương đối nhiều, thì cũng phải nói là có những bước tiến rất là khá, chứ không bên cạnh những cái tồn tại, những khó khăn mà ông Tuấn đã nêu. Cái điểm thứ hai mà tôi muốn nhấn mạnh mà ông Tuấn đã nêu là đã có rất nhiều nghiên cứu, cái chi phí tuân thủ để đảm bảo những tiêu chuẩn kỹ thuật là rất cao. Thế nhưng trong ngắn hạn thì đúng là anh phải đầu tư, anh phải chi phí, anh phải đào tạo, có sự hỗ trợ nhà nước nhất định. Thế nhưng mà về dài hạn mà nói thì những doanh nghiệp nào đạt được những tiêu chuẩn đấy thì những nghiên cứu đều chỉ ra là cái năng lực cạnh tranh của họ rất tốt, cả trong tiếng tăm thương hiệu, cả trong việc giành giật thị phần trên thị trường xuất khẩu, vân vân. Tôi lấy ví dụ là ngoài những cái tiêu chí mà doanh nghiệp đầy nêu thì ví dụ như EU là ví dụ thực hiện cái nhãn xanh. Nhiều khi hồi xưa khi chúng tôi làm survey cũng chưa bắt buộc, nhưng những doanh nghiệp làm rất là tốt. Hay là ngay trong cái cam kết hồi xưa, gần đây thì tăng cái tiêu chuẩn lao động, đời xưa là ISO 8000. Thì những doanh nghiệp dệt may da dày mà đảm bảo tiêu chuẩn đấy thì ngày càng có cái thế đứng, vị thế tốt ở các cái thị trường như là EU hay là thị trường Hoa Kỳ rất là cao cấp. Thì cái ý là rất là quan trọng. Như vậy đừng nghĩ rằng cái đó chỉ là chi phí, cái thực sự là đem lại cái lợi ích rất là to lớn cho doanh nghiệp, đằng sau là người lao động, là đất nước. Cái ý nữa mà tôi muốn rất nhấn mạnh về câu chuyện đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, và đấy cũng là gắn với cái sự hỗ trợ nhà nước. Chúng ta hay nhìn một sản phẩm, chúng ta nhìn sản phẩm ấy là có đủ mẫu mã rồi thì chất lượng, cái chưa đủ. Bởi vì hiện nay ấy, người ta nhìn cái sản phẩm ấy là đúng như là cái câu chuyện doanh nghiệp lúc đầu chia sẻ, là cả cái quá trình của nó từ A đến Z luôn đó. Và những bên liên quan của cái quá trình sản xuất ra sản phẩm ấy từ A đến Z. Tôi lấy ví dụ từ truy xuất nguồn gốc đầu vào của sản phẩm anh nào, quá trình anh chế biến chế tác sản xuất làm sao, phân phối thế nào, đúng không, và bảo quản đến tay người tiêu dùng thế nào, đúng không. Và đây nó ngoài câu chuyện là mẫu mã phù hợp thị yếu thì đảm bảo một cái mà ông Tuấn đã nêu là cái xu hướng tiêu dùng hiện nay là xanh, là an toàn, là nhân văn, chưa nói cá tính đối với cái tầng lớp trung lưu và tầng lớp giàu. Thế thì quay lại từ A đến Z đấy, thế thì có rất nhiều câu chuyện là từ nhận thức này, từ là hỗ trợ để họ giảm chi phí tuân thủ, nhất là thời gian ban đầu này, đào tạo này, kỹ năng này, đúng không, kết nối đối tác này, quảng bá thương hiệu này. Nếu mà nói như vậy thì chỗ nào nhà nước cũng có cái vai trò của nó, tất nhiên doanh nghiệp đây là chủ chốt, và cái vai trò này là đặc biệt đối với 98%, 97% doanh nghiệp Việt Nam là cái năng lực tổng thể từ công nghệ, quản lý, con người nó còn đang yếu. Đấy là doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ, nhất là các hộ gia đình. Thì tôi nghĩ là nhà nước thì cũng đã làm rất là nhiều. Thế nhưng mà đâu đó nó vẫn còn có mấy vấn đề bên cạnh vấn đề ông Tuấn nêu. Vấn đề là cái độ trễ trong cái thông tin, trong cái hoạt động đào tạo. Đấy, cho nên là nhiều cái là chúng ta luôn luôn là bị va vấp, phải trả giá rất nhiều cho cái thử sai, phải trả giá rất nhiều cho những cái làm mà chưa bắt nhịp được với thông tin. Một cái chuyện đơn giản nhất là chúng ta thấy là cái xuất khẩu nông sản của Trung Quốc, nơi mà có thể nói là hấp thụ
40-50% rất nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam. Thế mà trong 2 năm lại đây khi Trung Quốc chuyển sang là đòi hỏi một cái chất lượng cao hơn rất là nhiều. Thế cho đến nay thì chúng ta mới thỏa thuận được những cái đến trên chục cái mặt hàng rồi. Thế rồi liên quan rất là nhiều quá trình. Tôi nghĩ rằng là nhà nước thì đã cố gắng, doanh nghiệp cũng nỗ lực, nhưng mà câu chuyện đằng sau thì chúng ta còn phải nỗ lực hơn rất là nhiều, và tiềm năng ở đây rất là lớn. Theo cái đánh giá của báo cáo xuất khẩu Việt Nam của Thụy Sĩ ấy, đang là bản thảo, thì với cái mức hiện nay thôi, nếu mà mình khéo tận dụng tốt đấy, cả vấn đề tiêu chuẩn vân vân, thì xuất khẩu Việt Nam có thể còn cao hơn cái mức hiện nay 200 tỷ đô. Với cái xuất khẩu mình là 260 tỷ, ví dụ như vậy. À, vâng ạ, từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta nói rất nhiều đến cái việc là nâng cao chất lượng sản phẩm của Việt Nam xuất khẩu ra nước ngoài ạ. À, bên cạnh cái việc mà chúng ta đầu tư máy móc thiết bị, nâng cao công nghệ, thì cái việc đào tạo, nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực cũng đóng một vai trò rất quan trọng ạ. Vậy thì câu hỏi này xin được dành cho bà Nguyễn Thị Thanh Hoa. À, không biết là cụ thể tại UBIT thì công ty của chúng ta đã đào tạo đối ngũ nhân sự, nâng cao chất lượng của họ như thế nào ạ? Với tôi thì bất kể làm việc gì thì con người là điều quan trọng nhất, bởi vì nó sẽ là liên quan đến, thứ nhất là tư duy và liên quan đến cả kiến thức mà khi mà triển khai cũng như là vận hành cái hoạt động của mình. Với chúng tôi thì chúng tôi có hai cái định hướng cho cái việc là phát triển nhân sự. Thứ nhất là chúng tôi đã triển khai là đào tạo online e-learning vào trong cái hoạt động của chúng tôi từ thời điểm là dịch Covid, và chúng tôi đã triển khai trong cái thời gian vừa rồi là chúng tôi liên kết với 8 trường đại học. Gồm có ở Hà Nội và Hồ Chí Minh, ví dụ như trường đại học ngoại thương, trường đại học ngoại ngữ, trường đại học học viện tài chính, học viện ngân hàng, và các trường đại học khác ở thành phố Hồ Chí Minh như là trường đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, trường đại học kinh tế ở Đà Nẵng. Thì với chúng tôi rằng là cái mô hình của chúng tôi là nên xây dựng cho các bạn ý cái lộ trình ngay từ khi mà còn ngồi trên ghế nhà trường. Nghĩa là các bạn ý năm thứ 3, năm thứ 4 các bạn phải được đào tạo ngay về cái gọi là tư duy về nhân sự chuyển đổi số như thế nào, nhân sự số như nào. Bởi vì chúng ta nói đến số hóa rất là nhiều, nhưng mà vấn đề ai sẽ là người làm cho chúng ta, đội ngũ cũ hay là đội ngũ mới. Và cái tôi đánh rất là cao là các bạn trẻ bây giờ các bạn ấy rất là năng động, và các bạn ấy có cái sự hiểu biết rất là nhanh. Vậy thì tại sao chúng ta không đào tạo đội ngũ đấy ngay từ khi mà năm thứ 3, năm thứ 4, mà thực sự là các bạn ấy cũng đang rất thiếu những kiến thức thực tế. Thế chúng tôi đã liên kết cái việc là doanh nghiệp với trường đại học, và chúng tôi đã tài trợ một cái chương trình dành cho 8 trường để liên kết với chúng tôi để đào tạo một cái chương trình liên quan đến gọi là xuất khẩu, liên quan đến gọi là kinh tế, liên quan đến kinh doanh quốc tế và marketing quốc tế. Thì trong cái thời điểm vừa rồi thì chúng tôi đã triển khai như vậy để có một cái nguồn nhân sự chất lượng cao trong thời điểm tương lai. Ngoài ra thì đối với nhân sự hiện tại của chúng tôi thì chúng tôi cũng hướng đến là để xây dựng cho các bạn cái kỹ năng số. Các bạn ấy không thể nào cứ phụ thuộc là những cái văn bản giấy tờ quá là nhiều như trước đây, làm lãng phí cái tài nguyên của công ty cũng như là của đất nước, mà chúng ta cần phải sử dụng những công nghệ số để còn phải phù hợp và phải nói cùng tiếng nói với cả cái đội ngũ quốc tế. Bởi vì bên quốc tế họ đã đi trước mình và họ đã vận động và họ đã phát triển hơn mình rất là nhiều. Vậy thì cái đội ngũ nhân sự của mình bây giờ mình cũng phải đào tạo cho họ cái kỹ năng như vậy. Nên là cái việc mà khi Covid diễn ra, chúng tôi, khách hàng chúng tôi không thể sang Việt Nam được, và chúng tôi đã phải học online với các khách hàng rất là nhiều, và đã training cho khách hàng, cho nhân sự của chúng tôi là phải thường xuyên hàng tuần hàng tháng, và phải liên tục trao đổi với khách hàng bằng cách là học online để có cái sự tương tác với nhau đấy. Thế thì đấy là một cái hoạt động mà tôi nghĩ là dịch Covid nó là khó khăn nhưng cũng giúp chúng tôi thúc đẩy và giúp cho chúng tôi có một đội ngũ hướng đến là chuyển đổi số một cách tốt hơn. Và ngoài ra thì chúng tôi không chỉ có là liên kết với các trường đại học ở Việt Nam, mà hiện tại UGBIT đã liên kết với trường Western ở tại Úc, và chúng tôi đã xây dựng một cái đội ngũ giữa các partner và các nhân sự ở tại quốc tế. Bởi vì chúng tôi muốn rằng là khi các chuỗi sản phẩm chúng tôi mở ở tại thị trường khác nhau thì chúng tôi sẽ có nhân sự ở tại địa bàn đó. Bởi vì nhân sự ở tại địa bàn đó họ có ưu điểm là gì? Họ hiểu rất rõ về cái thị trường đó, và cái ngôn ngữ của họ trao đổi với các đối tác đó cũng rất là tốt. Vậy thì chúng tôi đã hướng đến là liên kết với trường ở Pháp, trường ở Ý và trường ở Western ở tại chỗ Úc. Và hiện tại là chúng tôi đã kết nối để có thể đào tạo các bạn ấy. Mà vừa rồi thì chúng tôi cũng có một cái chương trình đó là có một cái khóa của các bạn ở bên Úc đã kết nối với chúng tôi và phân tích sản phẩm của chúng tôi tại 6 thị trường châu Âu. Và từ đó thì chúng tôi sẽ gần như là sẽ funding cho các bạn ấy một số những cái quỹ nhỏ để các bạn ấy thực hiện một số những cái dự án nhỏ ở tại cái nước của các bạn ấy đó. Thế tôi nghĩ rằng là tôi rất đề cao cái vấn đề các bạn trẻ bây giờ, và tôi nghĩ là tôi tạo điều kiện cho cái việc là sử dụng cái thời gian trống của các bạn sinh viên để các bạn ấy có cái kiến thức
ngay từ khi học, và đôi khi tôi đề xuất với nhà trường là trong một số học phần chúng ta cũng cần phải có thể mời doanh nghiệp vào cùng đào tạo, hoặc một số các module chương trình nên có cái sự đổi mới theo cái thực tế để các bạn ấy không bị bỡ ngỡ. Bởi vì đúng thực tế khi mà chúng tôi triển khai ấy, là các bạn ấy sẽ bị mắc rất nhiều về kỹ năng. Mà đây là cái tình hình chung mà tôi nghĩ là nếu các bạn ấy tiếp cận càng sớm với doanh nghiệp thì khả năng thích ứng của bạn ấy với doanh nghiệp càng tốt và càng sớm. Đó là vấn đề mà chúng tôi rất là chú trọng đến vấn đề nhân sự. Và dự kiến là khoảng trong tháng 6 này chúng tôi sẽ ký một cái MOQ với cả Hà Lan là sẽ đào tạo cho chúng tôi về liên quan đến thứ nhất là kỹ năng, kiến thức về xuất khẩu sang thị trường Hà Lan, và trực tiếp từ Hiệp hội Hà Lan sẽ hỗ trợ ký kết với EUBIT và kết nối ký với trường Đại học Thái Nguyên phân hệ ở Lào Cai. Vâng ạ, hy vọng. Tôi xin bổ sung cái ý mà chị Hoa nói rất hay. Nó có hai ý. Một là bây giờ hội nhập của chúng ta, mà bây giờ đặc biệt là cộng đồng kinh tế ASEAN ấy, nó gần như là một cái thị trường chung. Nên là bây giờ cái sự chuyển động của các cái lực lượng lao động ấy, trong đó đặc biệt là lao động có kỹ năng ấy, là rất là tự do. Và sắp tới là chúng ta sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh của cái lực lượng lao động đó ở các nước ASEAN. Và Việt Nam sẽ phải đối mặt với cái điều đó. Thì tôi cho rằng là đây là vừa là cơ hội vừa là thách thức. Chúng ta mà không chuyển đổi nhanh, đặc biệt bây giờ chuyển đổi số, mà chúng ta không đáp ứng được yêu cầu thì tôi nghĩ là sẽ có gặp phải những cái cạnh tranh rất là lớn ở trong khu vực. Cái điểm thứ hai tôi thấy là cái sự kết nối giữa các cái chủ thể trong cái chuỗi giá trị ấy, thì thực ra là đấy là một cái cơ hội cũng để đào tạo các bạn trẻ của chúng ta rất là tốt. Chúng phải là cứ đào tạo ở trường đâu, vì trường thì chúng ta không thể nào mà chúng ta tạo ra được những tình huống nhiều như là chúng ta làm ở trên thực tế. Tôi cho rằng là nếu mà chúng ta có kết nối với các cái doanh nghiệp, đặc biệt là các đối tác ở trong cái chuỗi giá trị, đối tác ở nước ngoài, là cái yêu cầu của họ có những cái yêu cầu nó cao hơn, nó có những cái khắt khe hơn trong cái quản trị, thì lúc đấy thì chính là chúng ta đã có cơ hội để chúng ta đào tạo nhân lực của chúng ta. Cho nên là tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, rồi kết nối giữa các chủ thể, các khâu của chuỗi giá trị, đấy chính là cơ hội cũng để đào tạo tốt cho nguồn nhân lực. Tôi thấy có hai cái ý đấy. Vâng ạ, hy vọng là trong thời gian tới thì sẽ có nhiều hơn nữa những doanh nghiệp giống như EUBIT tập trung vào cái việc khai thác tiềm năng của những nguồn nhân lực chất lượng cao để chúng ta sớm có thể nâng cao được cái chất lượng nguồn nhân lực lao động tại Việt Nam trong thời gian tới ạ. Vâng, chắc là tôi xin thép có một nội dung nhỏ thôi ạ. Nghĩa là với tôi thì thông qua cái chương trình này tôi nghĩ rằng là có thể tiếp cận đến một số các cái trường đại học mà các bạn có nhu cầu, và các trường cũng có nhu cầu là thay đổi và nâng cao năng lực của các bạn sinh viên và trường. Thì tôi nghĩ là bên chúng tôi có thể sẵn sàng kết nối và hỗ trợ với trường để có thể là xây dựng, mặc dù tôi biết rằng là sẽ phải dành nhiều thời gian cũng như là cái nguồn lực về chi phí công sức của chúng tôi bỏ ra, nhưng tôi nghĩ rằng là đó sẽ là một cái sự đầu tư cho chúng tôi cho về nhân sự chất lượng cao trong tương lai. Và tôi mong rằng là sẽ có nhiều bạn sinh viên khi ra trường sẽ trở thành những người xuất sắc thông qua những cái phần chương trình liên kết đào tạo của chúng tôi ở tại thị trường Hà Lan về Việt Nam. Thì đó là cái phần mà tôi cũng rất là mong muốn là tạo ra sự lan tỏa cho rất nhiều các bạn có thể tiếp cận với chúng tôi. Vâng, một lần nữa rất cảm ơn sự chia sẻ của bà Nguyễn Thị Thanh Hòa. Vâng, thưa quý vị, qua trao đổi của các vị diễn giả trong tọa đàm ngày hôm nay, chúng ta có thể thấy là việc nâng cao chất lượng quản lý, chất lượng sản phẩm đóng một vai trò rất quan trọng để các doanh nghiệp của chúng ta có thể bắt kịp cái xu hướng hội nhập. Bên cạnh đó thì là sự quan tâm của nhà nước, chính phủ và các ban bộ ngành để giúp cho các doanh nghiệp của chúng ta có thể sớm bơi ra biển lớn một cách tự tin ạ. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn ba vị khách mời đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo. Hà Nội, nơi hội tụ những tinh hoa văn hóa. Kiến trúc cổ in hình bóng tháng năm. Những con người nhiệt thành và bình dị. Nét ẩm thực đậm đà mà dịu thanh. Cùng hương bia lắng đọng thành bản sắc, vị bia vàng gắn kết mối tình thân.